Chào các bạn, thì mấy bạn biết Quang đang ngồi ở đâu không? Đó chính là bãi đá Lan Thiên. Thì nếu như đến núi Tà Lơn thì tất cả các đồng đạo cũng như là những cái người biết về cái núi Tà Lơn này á, thường nhắc lại cái bãi đá Lan Thiên này. Thì đây còn gọi là Lan Thiên 1. Thì đây là bãi đá đầu tiên mà cái người ở Việt Nam mình qua đây phát hiện. Tuy nhiên thì người ta nói là đây là bãi đá do ông Cử Đa đắc đạo, nhưng không phải. Bãi đá thứ hai, gọi là đá Lan Thiên thứ hai á, thì sau khi phát hiện á, thì đó có một cái cây to và bao trùm ở phía trên là những tảng đá rất là đẹp. Thì được đồn thổi, được cho biết là ông Cử Đa đã đắc đạo tại đó. Tuy nhiên một số người đã từng sống nơi đây á, thì gọi là ông Cử Đa nếu có đắc đạo á, là đắc đạo trên một cái chỗ khác chứ không phải chỗ đó, thì có rất là nhiều dị bản. Còn đúng hay không thì Quang là người không biết chắc chắn. Khi mà cái video này lên sẽ có những cái luồng ý kiến trái chiều, thì có người nói là đó là đúng chính xác chỗ đó, có người nói là không phải. Còn đúng hay không á, Quang chỉ là người giới thiệu và được nghe những gì bạn đó kể lại thôi. Còn đây là cái bãi đá Lan Thiên. Vì sao người ta gọi là Lan Thiên? Vì những tảng đá nó cực kỳ độc đáo và những cái hình thù của thiên nhiên tạo nên và chồng chéo lên nhau để khắp một cái nơi rất là lớn như thế này, một cao nguyên giống như cao nguyên Đồng Văn, nó rất là đẹp luôn. Và tất cả những đá này được sắp giống như thế này nè, cái tảng đá này thì bình thường, tuy nhiên được sắp lên như thế này, giống như Quang nói trong tất cả các clip của mình á, thì do người dân của mình sắp lên nói là cái tảng đá càng cao thì các nhà lầu càng nhiều, đó là như vậy. Rồi vậy bây giờ mình sẽ di chuyển dài dài phía bên trong cho các bạn xem và nói sơ lược về cái những cái nơi đẹp như thế này, nó có những sự tích như thế nào, nhỏ nhỏ thôi, tóm tắt thôi, không có dài lắm đâu. Thật sự thì cái bãi đá Lan Thiên này á, thì người ta gọi, người dân Campuchia gọi là ruộng trăm dây, chứ không phải là bãi đá Lan Thiên. Còn bãi đá Lan Thiên của người Việt Nam mình đặt á, là nằm phía trong kia. Thì do cái thời tiết mưa bão như thế này, nó có một hòn thác xuống á, rất là khó đi và đi có thể gây ra nguy hiểm cho Quang. Cho nên là Quang về làm cái lịch khác để Quang đi để đến cái nơi đó. Lại mưa nữa rồi, rất là thất vọng vì cái thời tiết này. Tuy nhiên thì Quang sẽ cố gắng quay từ nơi như thế này cho bạn xem là nó đẹp như thế nào. Tại sao gọi là Lan Thiên? Đơn giản là Lan là rộng, Thiên là trời, là một bãi đá của trời mà rất là nhiều chư tiên, chư vị, chư thần đến đây ngồi để đàm đạo. Rồi nhiều khi có nhiều cái truyền thuyết mà người Campuchia mình còn chưa biết về cái Lan Thiên này nữa. Người ta gọi là ruộng trăm dây. Rồi ruộng trăm dây là như thế nào? Đó là một khu ruộng có rất là nhiều dây như thế này để bá dây bằng đá, gọi là trăm dây như vậy. Quang còn rất là nhiều cái nơi để đi nha. Tuy nhiên thì bây giờ mưa quá rồi, cho nên mình dời những cái lịch nhanh để đi đến những địa điểm chính. Còn những địa điểm như thế này thì quay cho mấy bạn biết về là bãi Lan Thiên một là như thế nào và ruộng trăm dây người Campuchia gọi là như thế nào. Bây giờ thấy mắt kiến của Quang lại mờ đúng không? Giờ Quang phía bên đây nha. Đây nè mấy bạn thấy không, người Việt Nam ở đây sắp rất là nhiều nè, nó chồng chéo, đây là người Việt Nam sắp nha. Quang cũng không dám đụng vô, nhằm khi họ cầu nguyện cái gì đó mình đụng vào mình đem những cái xui rủi về, hay là có thể là họ cầu nguyện những cái may mắn của họ mình lại lấy về thì cũng không đúng. Đây nè, cái tảng đá này là thiên nhiên nha, nè đó. Tuy nhiên thì đây là của người dân Việt Nam mình đó, nói cho bạn biết chứ không phải là tự nhiên nó có những cái tảng nhỏ nhỏ sắp lên như vậy đâu. Đây thì cũng là cái nơi để người ta cúng nè. Ô, thời tiết bây giờ nó lại sương, nó lại là nó rõ ràng luôn, bây giờ sương nhiều quá. Cái bãi đá rất là lớn luôn mấy bạn, rất là lớn luôn, kinh khủng lớn luôn. Tuyệt vời. Mưa gió như thế này không biết nói mấy bạn có nghe rõ hay không, tôi sẽ cố gắng gồng lên hết sức có thể để nói cho bạn nghe những cái âm thanh nhỏ nhỏ thôi. Cái đường này là một cái đường gạch đi xuống nè, tại vì nó có rất là nhiều cái rãnh và mỗi cái rãnh nó có nhiều cái tảng đá chồng chéo lên nhau, gọi là trăm dây là như vậy. Cái tảng đá này được Việt Nam mình sắp nè, trước mặt nè. Đứng trên đây mà nhìn được toàn cảnh mà những ngày nắng á, chắc là nghĩ đẹp lắm luôn á, nhìn xa tất tần tật luôn, cũng giống như những cái địa điểm con mới vừa ghé thăm á. Còn ở đây thì hiện giờ thì thời tiết nó cũng khá là nói sao đây ta, vừa lạnh vừa gió vừa mưa, còn tại hơn lúc nãy nữa. Nhưng mà phải làm được là phải làm, nhất định đã đi rồi phải làm, nhất định phải làm được cho mấy bạn xem, để mấy bạn biết được là thật sự cái bãi đá Lan Thiên này nó kỳ vĩ,
được thiên nhiên tạo dựng như thế nào ngoài cái câu chuyện truyền thuyết ly kỳ hấp dẫn, thần bí của cái vùng Thanh Sơn, Đồn Thổi còn có những cái khung cảnh tuyệt vời, quá đẹp luôn. Đây là cái đường đi mà mù mịt luôn nè. Giờ mình đi ra xe, tại vì bây giờ cũng trễ rồi, nãy giờ ở đây cũng được 45 phút tìm cách quay, cảnh quay, rồi lên những câu nói thật là hay để cho mấy bạn thấy được là cái sự gian khó khi làm những cái video như thế này. Ô, ông già mà bây giờ còn ở chổng bình minh cả, dưới trời tiết mưa bão thế này, rồi đi với thằng con trai mang chính mình một cái sự cực khổ khó khăn, nuôi cho nó lớn lên, ăn học rồi cuối cùng giờ đại nọ. Chờ nó giận tí xíu thôi chứ giờ cha mẹ chung chung. Ở đây cũng là nơi linh thiêng, đi phải đi chung, không thể đi. Nè, bữa nay đi có mệt không? Mệt không? Không mệt. Không mệt hả? Tại sao vậy? Đi cứ con trai không mệt cái gì? Tại tại vì thời tiết này nó thoải mái lắm. Thấy tuy là mưa nhưng mà sương mù rất là đẹp. Thiệt không? Đó giờ có đi cái cảnh nào đẹp gì không cha? Chưa, bây giờ thấy cái bãi này thấy tuy này, tại hôm nay trời mưa chứ cái phong cảnh rất là đẹp. Rất là đẹp luôn. Bởi là người ta Đồn Thổi là ở đây là một nơi là tại là Trăm Di, rồi là nơi Lăng Thiên. Rồi, đó, uống gặp Di ha. Sao bây giờ làm MC được rồi thấy chưa? Đi theo con trai biết giờ là làm MC là sướng luôn. Bây giờ mình sẽ di chuyển sang một địa điểm khác. Mong là mấy bạn đừng bỏ kênh, mong là mấy bạn hãy tiếp đón thêm một cái clip nữa và nhiều clip nữa trong tương lai của Quang. Và cái chặng đường này không dừng lại ở đây đâu, còn rất là nhiều clip ly kỳ và hay hơn nữa. Rồi, bye bye mấy bạn nha, bây giờ mình ra xe đây. Cực khổ nhưng có nhiều kỷ niệm lắm. Đây là lần đầu tiên mình đi với cha mình mà vui như thế này. Tối này hai chị con ôm nhau ngủ nè, lạnh muốn chết luôn nè. Wow. Làm YouTuber mà còn được gia đình ủng hộ đó là tuyệt vời luôn mấy bạn ơi. Tuyệt vời nhé. Cảm ơn mấy bạn đã xem hết video này. Nếu video hay, mấy bạn có thể nhấn đăng ký phía bên tay phải của Quang ha. Đồng thời, mấy bạn có thể chia sẻ cho bạn bè của mình xem chung. Điều ấy cho Quang rất là nhiều động lực để làm video tiếp theo hay hơn, hoàn thiện hơn và có cơ hội đi nhiều nơi hơn thế nữa. Xin chào và hẹn gặp lại mấy bạn ở video tiếp theo. Bye bye!